Cuối ngày hôm qua 26 tháng 6, Văn phòng Tổng thống Nam Phi ra thông cáo cho biết, sau khi tới thăm ông Mandela tại bệnh viện lúc 22 giờ cùng ngày, Tổng thống Jacob Zuma đã quyết định hủy bỏ chuyến thăm Mozambique, tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực của Cộng đồng Phát triển Nam Phi về đầu tư hạ tầng diễn ra vào ngày hôm nay tại thủ đô Maputo. Chúng tôi đang trông chờ được tổ chức sinh nhật lần thứ 95 cho ông ấy vào ngày 18 tháng 7 tới. Tuy nhiên, hiện ông Mandela vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch, không thể nói trước được điều gì. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho ông. Trước đó, ông Zuma cũng đã kêu gọi toàn thể nhân dân Nam Phi nguyện cầu cho ông Mandela, biểu tượng của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Bên cạnh hàng loạt thư, điện chúc sức khỏe, hàng nghìn người dân trong và ngoài nước đã đổ về cổng bệnh viện, nơi ông Mandela đang được các thầy thuốc chăm sóc hết sức mình. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho ông ấy. Tôi không biết nếu đất nước này thiếu đi ông Mandela thì sẽ như thế nào. Trước đó, chiều 25 tháng 6, sau cuộc họp của gia đình ông Mandela, với sự tham dự của các vị chức sắc trong bộ tổng, các đại diện chính phủ và các tổ chức xã hội tại làng Kunu, một chiếc máy xúc đã được điều tới vị trí được cho là nơi an nghỉ cuối cùng của ông Mandela. Ông Mandela có ý nguyện được yên nghỉ bên cạnh ba người con quá cố của mình tại Kunu.